quá nhiều cây đẹp đúng không? Đẹp quá. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh nhé. Để các bác biết được các cái video mới nhất mà tôi đưa ra. Trong cái dịp Tết này thì có rất nhiều cây đẹp này. Những cây đào này có thể, cây gốc này có thể, nếu mà chúng ta biết cách làm thì nó cũng sẽ tạo được ra một cây bonsai rất đẹp luôn. Ở gốc rất to đấy. Đây tôi sẽ đứng rộng ra một chút để các bác nhìn thấy nhé. Đẹp không? Đây nó đang ở trạng thái buông này. Đẹp quá nhỉ. Yeah.